Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang xin gửi đến quý vị danh sách tiếp theo các ứng cử viên dân chủ chuẩn bị tranh cử tổng thống 2019. Ứng cử viên tiếp theo là Beto Oruete, 46 tuổi, cựu nghị sĩ đã thua trước đảng viên Cộng hòa Ted Cruz trong cuộc đua vào thượng viện năm 2018. Ưu điểm của Beto Oruete là chiến dịch DIY của ông ông đã tự tổ chức nhiều sự kiện và diễn thuyết khuyến khích các cử tri thảo luận. Điểm yếu của ông là sự nhiệt tình, mơ hồ và thái độ lạc quan lưỡng đảng. Ứng cử viên tiếp theo là Tim Ryan, 45 tuổi, dân biểu của Ohio, từng cạnh tranh với Nancy Pelosi trong nỗ lực trở thành lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện năm 2016. Điểm mạnh của Tim Ryan là chiến lược quảng bá của ông với danh hiệu Người kết nối của đảng Dân Chủ với tầng lớp lao động. Điểm yếu của ông là nhận diện tên thấp và bắt đầu chiến dịch gây quỷ muộn. Ứng cử viên tiếp theo là Bernie Sanders, 77 tuổi, nổi tiếng với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 chống lại bà Hillary Clinton. Ưu điểm của Bernie Sanders là kinh nghiệm làm thường nghị sĩ của ông Bernie Sanders tự nhận mình là một nhà xã hội chủ nghĩa và tuyên bố này đã thúc đẩy chiến dịch năm 2016 của ông với con số quyên góp gây quỹ tốt nhất trong đảng Dân Chủ tính cho đến nay. Điểm yếu của Bernie Sanders là vùng ủng hộ của ông, hầu hết chủ yếu là người da trắng. Ứng cử viên tiếp theo là Eric Swalwell, 38 tuổi, dân biểu của California, nổi tiếng với các chỉ trích Tổng thống Trump trên tin tức truyền thông Ưu điểm của Eric Swalwell là hiểu biết về truyền thông và sự trẻ trung có thể thu hút các cử tri trẻ. Điểm yếu của Eric Swalwell là nhận diện tên thấp và bắt đầu chiến dịch gây quỷ muộn. Ứng cử viên tiếp theo là Elizabeth Warren, 69 tuổi, thượng nghị sĩ của Massachusetts và cựu giáo sư của Đại học Harvard, nổi tiếng với sự nỗ lực kêu gọi bảo vệ người tiêu dùng, dẫn đến việc thành lập Cục Bảo vệ Người Tiêu Dùng dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Ưu điểm của bà Elizabeth Warren là các ý tưởng chính sách tiến bộ của bà, bao gồm xóa nợ cho sinh viên, phá vỡ độc quyền nông nghiệp và các công ty công nghệ. Điểm yếu của Elizabeth Warren là cực tả, cách tiếp cận các chính sách của bà có thể tổn thương những người ôn hòa và có nguy cơ khiến cử tri xa lánh. Ứng cử viên tiếp theo là Marianne William Mann, 66 tuổi, nổi tiếng là một tác giả sách bán chạy và leader tinh thần. Ưu điểm của Mariana William Mann là sự thu hút sự quan tâm của các cử tri hâm mộ sách của bà. Tuy nhiên, Mariana William Mann có tên nhận diện thấp và ít kinh nghiệm chính trị. Ứng cử viên cuối cùng là Andrew Yang, 44 tuổi, một doanh nhân với đề nghị tăng thu nhập 1.000 USD mỗi tháng cho mỗi người Mỹ và không có ràng buộc nào. Ưu điểm của gian là chương trình nghị sự mạnh, am hiểu công nghệ nhưng Giang có nhận diện tên thấp và không có kinh nghiệm chính trị. Để tiếp tục thanh trang, kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tà Cừ Hải. Xin chào quý khán giả của SPTN. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu, 26 tháng 4, 2019. Dow Jones 26 26,543.33, With Today trừ 0.06% và Year Today cộng 13.79%. Nasdaq

Giá dầu thô 62 đô la 84 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu 26 tháng 4 2019. Và giá xăng là 2 đô la 883 một gallon căn cứ về dữ kiện từ công ty AAA thứ sáu 26 tháng 4 2019. Một đô la Hoa Kỳ tương đương với 0. 8964 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ sáu 26 tháng 4 2019. Tương đương với 0.7741 của đồng Anh Kim Anh Quốc. Tương đương với 6.73 đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc tương đương với 111.58 của đồng yên của Nhật Bản, tương đương với 64.76 đồng rúp của Nga, tương đương với 1.35 của đồng đô la Canada và tương đương với 1.42 của đồng đô la Australia. Lãi suất một theo công ty Freddie Mac thứ năm 25 tháng 4 2019, 30 năm cố định là 4.2% và 15 năm cố định là 3.64%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 20 tháng 4, 2019 có 230.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 37.000 sau tuần lễ trước đó. Đánh dấu 216 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 13 tháng 4, 2019 Mỹ có 1.655.000 người, đang hưởng quyền lợi thất nghiệp tăng 1.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 3 2019 đã cung cấp 196.000 việc làm mới. Kinh tế Mỹ trong 12 tháng vừa qua đã cung cấp trung bình là 211.000 việc làm mỗi tháng. Tỷ số thất nghiệp của tháng 3 ở mức 3.8%, lương trung bình của dân Mỹ tăng khoảng 3.4% so với năm trước. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam cá nguyệt đầu tiên tháng 1, tháng 2 và tháng 3 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố ngày thứ Sáu 26 tháng 4 là cộng 3.2%, là một tỷ số phát triển kinh tế rất mạnh của Mỹ, vượt xa sự kỳ vọng. Theo lịch sử của Tổng sản lượng nội địa GDP, tỷ số GDP của Tam Cá Nguyệt đầu năm thường rất thấp. Trong 3 tháng đầu 2019 đã gặp rất nhiều khó khăn như thứ nhất, chính phủ đóng cửa, thứ nhì, thời tiết khắc nghiệt, thứ ba, hãng Boeing đã bị tai nạn, với phi cơ 737 MAX. Thứ tư, lo sợ vì cuộc chiến bộ dịch. Và thứ năm, tiền giảm thuế trước đây đã dần dà phai nhạt theo thời gian. Khó khăn như vậy mà tỷ số GDP vẫn 3.2% đã chứng tỏ rằng chính sách phát triển kinh tế của Tổng thống Donald Trump và nội các của ông đã thành công vĩ đại. Đúng như lời ông hứa khi ra tranh cử. Bình luận về kinh tế Mỹ, Đại công ty Amazon hôm thứ Năm cho biết đã đạt kỷ lục mới 3.6 tỷ đô la lợi nhuận cho 3 tháng đầu năm 2019, hơn gấp đôi của 1.6 tỷ so với lợi nhuận của năm trước. Như vậy, Amazon đã có 6 tam cá nguyệt liên tiếp có lợi nhuận vượt trên 1 tỷ đô la và tam cá nguyệt thứ tư đã đạt kỷ lục. Công ty General Motors, gọi tắt là GM, đang dự trù chế tạo một kiểu xe cọt phép mới và khác thường và dự trù mướn thêm 400 nhân công để thực hiện dự án này. Hôm thứ Năm, công ty 3M chế tạo Post-it Notes và Scott Tape đã cắt giảm 2.000 nhân công trên thế giới vì buôn bán yếu kém trong thời gian qua và không thấy viễn ảnh lạc quan cho tương lai. Công ty Tesla chế tạo xe hơi chạy điện hôm thứ Tư cho biết đã bị lỗ 702 triệu đô la trong tam cá nguyệt vừa qua, và lợi tức giảm 37% so với tam các nguyệt trước. Kinh tế thế giới Ngân hàng Deutsche Bank của nước Đức đang gặp nhiều khó khăn giới lãnh đạo của họ đã làm thinh vì không có kế hoạch cho tương lai. Họ giống như bị buộc dây vào cổ không biết phải chống lại thế nào. Họ chưa có một kế hoạch lúc này nhưng họ nghĩ rằng thị trường chứng khoán Wall Street đang giết chết ngân hàng đầu tư ở Âu Châu. Kỹ nghệ khai thác và xuất cảng dầu của Iraq có thể gặp khó khăn vì thiếu nước cần thiết để cho giếng dầu có thể bơm dầu lên. Nhưng sự phát triển dầu của Iraq có thể sẽ phải ngưng lại nếu họ thất bại không tìm ra nguồn nước. Họ cần phải có 1.5 bero nước cho mỗi baro dầu để tạo áp suất bơm dầu lên. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới xin cảm tạ quý vị kính thưa quý vị bản tin hoa thịnh đốn tối nay đến đây là chấm dứt mời liên lạc hay đóng góp ý kiến xin cho email về Washington DC at sbtn tv Thanh trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình